Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là két lốp của Toyota Camry 2.4 2009 số tự động. Đây là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Cấu tạo của két nước thì là 100% phần thân két nước, nó được sản xuất bằng hợp kim nhôm cao cấp. Phần ngoài thì trừ những cái ống dầu này, ống dẫn dầu này, thì nó hai bên vai nó sẽ là hai cái vai nhựa của nó sẽ được sản xuất bằng nhựa ABS cao cấp anh em nhé. Đây chính là cái hình ảnh cận cảnh anh em đang xem, đó chính là cái két nước của con Camry 2.4 2009 hàng liên doanh. Anh em nhìn thấy chất không? Rất là đẹp. Các lan nhôm này rất là đều, chứng tỏ sự tản nhiệt đồng đều với nhau. Đây. Đấy, đóng gói như thế này để tránh va đập, nó sẽ không bị hỏng khi mà chúng ta vận chuyển. Đó. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái két nước của Camry 2.4 đời 2009 phiên bản số tự động. Phiên bản số sàn thì nó sẽ không có hai ống dẫn dầu, đó là chỉ sự khác biệt thế thôi. Cảm ơn anh em nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.